đi với Quyền Linh ghé vô quán cơm tấm Bảo Trung ở đường Nguyễn An Ninh, thị trấn Cần Giuộc, Long An, rồi ghé không biết ông Trung ở đây không? Đây quán cơm tấm Bảo Trung. Sườn bị chả đi. Sườn mỡ. Sườn mỡ. Sườn mỡ. Chú ăn sườn que, sườn ba chả. Sườn sườn que nhưng mà cho bị chả đầy đủ luôn. Chưa thấy, chưa phát hiện. Hello. À, bất ngờ chưa? Ai đây? Không biết. À, không biết hả? Con mua đất đi với lại dữ lắm nè, đừng có diễn với tôi nha. Nghe nói hết trời. Bây giờ viên nước Việt Nam rồi, đất anh hết rồi sao? Anh đàng hoàng cũng dưới đây. Mà lâu gặp vậy? Dạ. Làm gì lâu gặp vậy? Mẹ vợ. Thì em cũng làm bầu show thôi. Em cũng vẫn làm bầu của anh. Dạ, dạ. Dạ. Em mời show đi diễn. Cái diễn vậy? Dạ. À, đó diễn của Duyên đó. À, dạ, em diễn có Duyên. Thành công. Thành công, dạ. Hôm bữa em ra Nha Trang. Mấy năm gặp. Em ghé quán anh mà. Anh bệnh rồi làm diễn. À. Rồi anh bây giờ anh làm quá trời làm đi gần Tết rồi. Anh quyết định bỏ, không làm nữa. Ở ngoài mệt lắm, ở tại đây cái nơi du lịch á, vô là mấy chục người, mấy trăm người luôn mà sợ. Đúng rồi, anh bán khách đoàn, dặn đi khách đoàn. Đúng kiếp luôn. Rồi anh mới tính làm Sài Gòn. À. Để anh chuẩn bị làm Sài Gòn, đây là quê ngoại lắm. À, đây là quê ngoại. Kêu về làm, tầm ngủ, nói là bây giờ đó, cần vô, bây giờ sắp lên quận, thì ngon lành lắm. Rồi về trò nhà rồi nhiều lắm. Về, mới thử thôi. Mở ở đây lâu chưa anh? Mới mở cái tầng nha, mỗi ngày à. Dạ hả? Ừ mà thử đông, thôi. Đông, mình thấy đông á, ok. Cái kiếp nhưng mà đi dễ đã. Nghĩa là người ta ăn, người ta đi ra, người khác vô. À. Còn ở Nha Trang mình nó vô lần cái hầm, cái là cả trăm mấy người có ra rồi, nên mình ngồi đậu. À. Đấy. À, đó là lý do là không mở Nha Trang. Địa phương thì ít có báo với nghe là bữa xưa hết cơm. À, lên cái tới mà hết cơm. Bữa chiều hết cơm. À. Cơm nhiều bán đắt quá. Bữa nay là buổi chiều nãy 9 giờ mấy là bỏ mình trăm người cả. Có tại vì không kịp. Hôm nay hai anh em bất ngờ đi vòng vòng lên Linh nói thôi ghé anh Bảo Trung ăn cơm. Thôi đó đi ăn thôi đó, đồ ăn anh Linh hả? Rồi. Thấy chưa chưa? Đâu biết có anh đây đâu. Đi vô chưa thấy anh luôn á. Buổi chiều mà đi là. À. Chưa nay. Đây là cơm tấm của quán nghệ sĩ Bảo Trung. Quyền Linh đến ăn cơm. Linh ở trong này đó. Đây. Trong đó ăn còn ghê đó. Rất là ngon. Đây là cơ quán cơm tấm nghệ sĩ Bảo Trung nha. Bây giờ đâu có nói nổi rồi, nó dễ dữ lắm luôn, chỗ nào che đó. Đúng, chỗ nào che. Cho số máy anh, cho khán giả biết. 319 319 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Linh, thị trấn Cần Giuộc. Cần Giuộc, ok, ghé đây nha. Đây, mẹ vợ. Rồi, mẹ vợ ấy mộ. Đứng ra ra đi. Mẹ vợ ái mộ con rể, xong rồi lại tiếp tục ái mộ Nguyễn Văn Linh. À, ghé ra đây, chụp cái thành công cái. Nghèo đó hát có duyên lắm á. Dạ. Đó, anh Trung khen thành công gì. Bây giờ nó giàu quá rồi. Ta giàu đó, nghèo lắm mẹ. Trung vui quá, lâu ngày gặp lại anh em. Rồi, ăn cơm nha. Má nó chụp con với Linh với ba anh em cái. Rồi. À, sườn ngon không chú Linh? Bữa ngon mà mấy cục, mấy cục, năm cục, năm cục rồi sườn, năm cục, năm cục sườn rồi, một cục thôi mà anh ăn tới năm cục rồi, năm cục với ba cũng chả. Tôi không biết là anh ngon, không biết anh ăn cái gì đâu, để tôi suy nghĩ lại, anh bị ban gì, ban voi à, ban gì, ăn ghê không, ăn cơm ăn thịt chứ mà ăn thịt không ăn cơm. Cái nhà ghế quán cơm tấm Bảo Trung 319 Nguyễn Hằng Ninh, Cần Giuộc, thị trấn Cần Giuộc. Quá tuyệt vời, quá ngon. Cảm ơn hai bạn nhiều. Biết là bạn này là hồi đó là ở chung xóm hả? Chung xóm. Phải thay ổng bây giờ tôi khỏe thôi. Giờ ổng gần nhà chứ. Hồi xưa mà em được duyên đi với anh cũng ngon rồi phải không? Trời ơi, nói gì em diễn hài tốt. Phải rồi, lúc Tấn Hoàng nghĩ anh không có người. Trời ơi, lúc đó anh gặp mà anh không biết ai anh. Anh rồi gặp em là rồi anh thấy gì Nhật Mỹ tội nghiệp á, anh mới bắt nó. Nhật Mỹ cái thằng làm anh đưa làm với anh đó bây giờ á.